Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến ngày 6 tháng 9, mưa lớn trong nhiều ngày đã làm hàng ngàn hecta lúa chuẩn bị thu hoạch của người dân huyện Lắk, Krông Anna bị ngập nặng cùng nhiều nhà cửa công trình bị hư hại. Cánh đồng lúa hàng trăm hecta của người dân xã Buôn Chía, huyện Lắk chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến kỳ thu hoạch, nay đã chìm trong biển nước. Sau một vụ mùa dày công chăm sóc, người dân chỉ biết trông chờ nước rút để vớt vác sản lượng lúa còn lại để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Dự kiến là trong vòng 10 ngày nữa là bà con sẽ thu hết, gần như hết đến 90% trong vòng 10 ngày nữa. Nhưng mà do trận nước này nên bà con không kịp trở tay. Và trong cái đó là các máy gặt là đã hỗ trợ bà con cả gặt cả ngày lẫn đêm luôn, không có nghỉ. Thế mà vẫn không kịp được, cơn lũ nó quá nhanh luôn. Đi vất lụt chút từ sáng giờ mà được tí lúa đang nguồn ấy, mà trong khi đó là không biết được có đủ ăn được cho con cháu nó ăn học hay không. Theo thống kê, tính đến ngày 6 tháng 9, toàn tỉnh có gần 1.200 hecta lúa tại các huyện Lắk, Krông Anna bị ngập úng do mưa lũ. Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ. Về cái thiệt hại thì hiện nay phòng nông nghiệp đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện ban hành cái văn bản để thống kê những cái diện tích thiệt hại và để thực hiện cái việc kê khai theo cái nghị định 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ để có cái chính sách hỗ trợ kịp thời khôi phục sản xuất cho bà con nông dân trên địa bàn huyện. Dự báo trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn vào chiều và tối, do đó cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ gây ngập lụt. Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền các địa phương vận động người dân khẩn trương thu hoạch sớm các diện tích lúa bị ngập và diện tích lúa có nguy cơ ngập ở vùng trũng thấp với phương châm xanh nhà hơn già đồng để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.